Hello, xin chào các bạn. Mình là Lê Bằng Giang đây. Hôm nay mình có quà nhiều anh và mình quay cho các bạn một số các sản phẩm của làng nghề mỹ nghệ ở Nhân Khang, Lý Hà Nam. Đây trước mặt các bạn là một bộ tranh có tên là Vinh Quy Bái Tổ. Nhìn rất là đẹp chưa? Đây các nghệ nhân đang chà nhám chỉnh sửa lại để tiến hành phun PU. Đấy, cái bức tranh này có kích thước là 1m85 x 3m2. Đấy, đục tay hoàn toàn, kênh bong 3D, nhìn rất là đẹp và nổi. Đấy. Và bên cạnh đó thì xưởng của ông anh nhé, còn làm nhiều các sản phẩm khác, đặc biệt là trường kỷ, các loại trường kỷ, gỗ cụ, lim, nam phi, gỗ hương, gõ, v.v. Đấy, đây là xưởng trong cái công đoạn mà các cái công nhân đang chà nhám để chuẩn bị phun PU để giao cho khách hàng. Đấy, nghệ nhân đang chà nhám lại đấy. Thì xưởng của ông anh đục khá nhiều cái mặt hàng, ví dụ là bàn ghế, tủ thờ, kệ thờ, tranh gỗ, câu đối. Đây, công nhân đang chà nhám một bộ sản phẩm, đó là tích Tam Quốc của gỗ vụ, nhìn rất là đẹp. Đây, đây bộ này đục cả ở cuốn tay luôn, trên vai luôn, rất là đẹp. Đây, sản phẩm của làng nghề của xưởng ông anh làm khá là nhiều. Đây là làng nghề truyền thống nhá, nên là giá cả các mặt hàng bán rất là phù hợp cho các cái người có mua sử dụng hoặc là mua sỉ. Đây, đây là nghệ nhân đang tỉa lại mặt sau của cái ván ghế và chà nhám để chuẩn bị khâu phun. Đây, đây đồng anh đang phun đây. Phun mặt một cái bàn của bộ trường kỷ. Đấy, phun PU khi mà đã hoàn thiện xong, chà nhám sạch sẽ, nhẫn mịn thì sẽ tiến hành câu cuối cùng là phun PU. Đấy, nghệ nhân phun lâu năm nên là phun rất là chuyên nghiệp. Đi rất là đều tay. Cái khu phun sơn này á, phun PU này á, là nằm cách xa cái khu mà sản xuất để chữa tránh ảnh hưởng cho công nhân. Và đây là hai cái bàn, hai cái bàn của bộ trưởng để đang chờ để chuẩn bị phun sơn luôn. Đấy, phun PU luôn. Đây, sau khi hoàn thiện một cái bộ trường, đây các bạn nhìn thấy không, rất là đẹp, vân veo cuồn cuộn, nhìn nhẵn nhụi bóng, đường nét nào ra nét đó. Đây là bộ tùng cúc trúc mai nhá, tứ quý tùng cúc trúc mai, nhìn rất là đẹp, gỗ rất là đều màu và sáng. Có được sản phẩm đẹp như này thì các cái thợ phải làm rất là kỹ, chà nhám sạch, đấy, hàng nào ra hàng đấy luôn. Và đây là đang hoàn thiện một cái kệ thờ của khách đặt theo yêu cầu. Và này đang quăng dầu để hoàn thiện để chuẩn bị bàn giao cho khách. Cơ sở làng nghề thì sẽ nhận những cái mặt hàng theo yêu cầu của khách hàng đặt. Đấy, có rất nhiều các loại gỗ, chất liệu gỗ khác nhau, giá cả rất là phù hợp. Thì anh chị em nào, bạn bè gần xa mà khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm ở làng nghề thì có thể liên hệ theo số điện thoại của chủ xưởng. Mình có để chi tiết thông tin số điện thoại, địa chỉ của chủ xưởng ở dưới bảng mô tả của video này. Các bạn đó vào đó liên hệ trực tiếp. Đây là những cái bộ đang hoàn thiện đây, đang chờ đóng gói để xe vận chuyển cho khách. Nhìn rất là đều nhá. Ghế nào như ghế đấy luôn.
Đó. Ủa, vần quá đẹp luôn. Bộ này rất là rẻ. Nếu bộ này mà bằng gỗ đại mà lim Nam Phi ấy, thì khoảng tầm 15-16 triệu một bộ. Gỗ gụ thì mắc hơn chút. Đó. Còn bộ nhỏ thì sẽ rẻ hơn. Tầm khoảng cỡ 10 triệu hoặc là dưới 10 triệu một bộ. Đó. Đây các bạn chiêm ngưỡng lại cái bức tranh Vinh Quy Bái Tổ. À, mình cũng rất kết cái bộ này, nhìn rất là đẹp. Các bạn nhìn thực tế thì nó cảm thấy nó rất là đẹp. Đường nét nó rất là thật sản phẩm. Rồi xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Hôm nay mình qua chơi thì mình thấy ông anh đang sản xuất, đang hoàn thiện thì mình quay mình gửi tới cho các khán giả gần xa xem. Ai có nhu cầu thì mua sản phẩm để ủng hộ cho ông anh. Các bạn thấy video của mình hay, vui lòng like, share và đặc biệt là đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình có cái động lực hơn nữa để tiếp tục quay những cái video về làng nghề, video hữu ích để gửi tới cho các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo.